bạn trai tin đồn Jennie bị chỉ trích vì dạy đời phán trên livestream. Chia sẻ của bạn trai tin đồn Jennie nhận về chỉ trích từ dân mạng. Mới đây, một đoạn clip trong buổi livestream của V đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi được người hâm mộ đặt ra những câu hỏi, V đã thể hiện thái độ khó chịu và có những lời lẽ chỉnh sửa họ ngay trên sóng livestream. V cho rằng người hâm mộ suốt ngày chỉ hỏi những câu hỏi có nội dung giống nhau, xoay đi xoay lại không có gì mới mẻ. Mọi người à, làm sao mà mình không thể không biết được những điều đó chứ? Có lẽ các bạn cần nâng cấp những câu hỏi trở nên thú vị hơn đi. Đáng chú ý, trong khi chia sẻ những điều này, nam idol liên tục thể hiện thái độ khó chịu qua ánh mắt. Việc dùng ánh mắt sắc lẹm để đáp trả sự quan tâm của người hâm mộ xem ra chẳng mấy hay ho, thậm chí khiến họ bị tổn thương. Nhiều ý kiến cho rằng, không biết V vô tình hay cố ý nhưng những lời nói của V sẽ khiến cho người hâm mộ cảm thấy tổn thương vì suy cho cùng. Đây là những câu hỏi mang đầy sự quan tâm đến thần tượng. Nhiều khoảnh khắc EQ thấp của V cũng được chia sẻ lại dưới bài đăng. Đây không phải lần đầu tiên bạn trai tin đồn của Jennie dính vào chỉ trích vì thái độ. Trước đó, nam ca sĩ liên tục bị chê trách vì thái độ ngôi sao, thường xuyên tỏ ra lạnh lùng trước sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ.